Chào mọi người, đây là Nancy của Nancy Lifestyle. Hôm nay Nancy làm cái video này để cho các bạn biết cuộc sống của người đi cắm trại như thế nào. Thì hôm nay thì ở bên Mỹ là lễ Memorial Day, thì ai cũng được nghỉ cuối tuần đến 3-4 bữa lận. Thì Nancy dẫn mấy tụi nhỏ đi ra ngoài biển gần chỗ Nancy ở để cắm trại. Nancy thì là con cái Nancy đều lớn trong mỗi trận lớn lên trong Boy Scout, Girl Scout hết, cho nên hầu như là Nancy đều đi camping mỗi tháng như vậy đó. Thì có vài người thắc mắc là Nancy đi camping như thế nào, tại vì có nhiều gia đình đó thì không có cơ hội cũng chưa có từng đi camp, cho nên Nancy muốn làm cái video này để quay cho các bạn xem coi khi mà mình đi camp mình cần những cái gì, rồi cuộc sống nó như thế nào khi mình ở ngoài hoang dã không có ở trong nhà như thế nào vậy đó. Thì bây giờ đang trên đường đi, còn 10 phút nữa tới. Thì cái chỗ này nó tên là Crystal Cove, nó cách nhà Nancy cũng khoảng 30 phút lái xe. Đây là ông tài xế. Hôm qua thì bác đi mua bông quần, hôm nay thì bác chở đi kem, nên chạy sâu liên tục luôn. Let's go to the beach under the sun, feel the sand, have some fun. Waves are calling, let's run to the ocean, everyone. I wanna see your eyes, I love to see your love under the bright light, the sun above. With you by my side, it's more than enough. Let's make memories, a bond full of love. Walking by the shore, hand in hand, leaving footprints in the golden sand. Seashells and laughter where we stand. This is our happy promised land. Đường kế tiếp mình như quẹo trái á, chuẩn bị vô đó. School State Park. It is this. This oh yeah, I remember this. I remember this place. Chỗ này đẹp dữ lắm, đi kem mà vừa trên đồi mà vừa ngắm biển luôn. This is the life. Let's go. Got my friends. Got my friends. About to turn it up, gonna let loose and just show. Debit. Okay, perfect. mình có bạn đó, họ đặt cái chỗ campground cho mình rồi. Nhưng mà mình vô mỗi chiếc xe phải đóng 15 đồng, mình đậu parking tại mình đậu xe qua đêm đó, họ lấy 15 đồng người. Mà chỗ này á, nếu mà các bạn mà muốn đặt để mà đi camp á là phải đặt trước 6 tháng á, không phải dễ đâu nha. Trước 6 tháng á rồi như là ba mấy đồng ngày á. Rồi, ở trong công viên này là nó không có lấy tiền mặt luôn, mà trả thẻ 15 đồng cho nó. Bây giờ trả thẻ xong thì giờ mình đi tiếp. Đi thẳng xuống phải không? Đi thẳng xong rồi không phải. For the number, look for the number. I don't know. 32 to 41. It's most likely all the way down. All the way down. Ở gần biển mà đúng không? All the way down. 40-60 nè. Mình đi vòng về mới vô xe được. Vô xe luôn. Mình đi theo cái số á, mình chạy ngược mình đậu xe được. 52. Yeah, this is the same location as last time. Or is this part? 55 now. 55. Oh, right here.
À, mình sẽ đậu xe chỗ này, hai xe này của bạn. Ok. Bây giờ em đang xem đây đúng không? Đây nha, đây nè, nguyên cái chỗ này là của tôi nè. Dẫn cái liều kia nè, cái té CBO của mình. Mình nói mình đợi Nancy đồ tới chứ đi hết ở đây không có ai. Ờ à, đúng rồi, oh, anh bỏ cho em sao. I said help carry please. Đó, bây giờ mình dinh đồ xuống cái đã. Hả? Ủa mình hồi mình có mẹ. Mình dặn là nó hết rồi. Okay. Cái tấm này là phải cải trước rồi rồi mình mới để cái liều vô. Man, can you stand over there? Rồi nên xin để xuống đi con, để xuống. Rồi cái liều đâu? Mở ra. Đó muốn ngủ lại gì đấy phía bên đấy. Cho xe phòng. Xe phòng. Lối đi riêng luôn. À, để trước tiên lấy cái này để trước để em bên. Cái cây này trước chứ đúng không? Ờ thật. Rồi mở cái này ra cho nó nằm ra. Mở nó ra. Nó hướng nào? Cái cửa vô là hướng nào? Này hai cửa luôn. Ồ, vậy là cái lấy cửa bên đây. Dạ, cửa nào cũng được hết. Kéo nó ra. Đó, kéo nó ra đi rồi bắt đầu mình làm cái cây. Đó, cái cây dài là vậy đó. Cái cây dài này nằm nằm đây luôn nè, một cái. Hả, giờ cho hai cây này vô ra trước đi. Đó, mình cho hai cái cây xéo thì nó vô trước cái đã. Cái này dễ mà. Dạ. Rất là đơn giản, hai cái cây này là xong. Hello, he's showing me. Đâu có lo gì thêm nữa nha. Ủa anh Nhân, Nhật làm không có đúng á. Nhật làm không có đúng á. Hả? Ồ. Nhật làm không có đúng á. Liệu của ông làm không? Không đúng nên làm sao? Đừng kéo nha, để mình chọt qua. Mình biết cái này. Cái cây kia phải màu đen kìa, màu đen. Rồi để tôi làm chỗ này cho. Liều của ổng. Khổ ổng ra. Rồi cái cây màu gray thì nó đi theo cái đường màu gray. Chưa. Để bỏ nó vô đây. Thấy không? Dạ. Hai lớp luôn chứ ở dưới luôn, móc dưới luôn không? Không, bỏ vô trước thôi, bỏ cái móc bỏ vô trước. Không, bỏ một. Rồi, bắt đầu mới bỏ bên này. Để bên này, bỏ cái móc rồi, vô. Rồi, cái đẩy nó lên. Đẩy nó lên. Nó mình phải bỏ cây này vô trước luôn nè. Có cây này nữa phải không? Ờ, cây màu cây này phải đi. Cái này nè. Rồi, nắm đầu nó nè. Nó màu cây này phải đi ngang đây nữa. Nó phải đi ngang cái miếng này nữa. Bắt đầu mới đi ra. Em nghĩ gắn sao mà em nói không được. Sao mấy cây kia mới gắn sao anh em nhớ rồi. Rồi, chọt qua luôn. Rồi, chọt qua, không có kéo. Chọt thôi. Kéo cái nó rớt rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu nè. Gắn còn cái này vô đây đi. Cái này nằm ở trên rồi phải. À, gắn vô đó luôn nè. Còn một cái nữa vậy, một cái đây nữa phải không? Không, that's it. Hả? Đủ rồi. Ồ. Đủ rồi. Nhiều đó thôi. Ồ, giờ cái này nằm dưới đúng không? Cái đó là cây khác của cây màu đen. Đây phải không? Dạ, vô rồi không, cho cây màu đen vô. Màu đen đứng dựng lên. Ờ, đứng dựng lên là nó dựng lên thôi. Yeah,
No, đúng rồi. Rồi. Rồi, hiện lên. Bây giờ phải lấy một nó kéo. Cái này phải là ngay center nè, nó chia ra đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái này nó kéo qua, bây giờ có ai dựng. Bây giờ có cái cây màu đen để vô đây nữa thì nó sẽ đứng lên thôi. Đúng rồi. Đó, rồi, để cái cây, cái móc vô. Ủa? Không phải. Nó ở trên. Bỏ nó vô đây. This one, see? Bỏ vô. Hey, hey, đi qua đưa cho bác nè. Oh, sorry, man. Đưa cho bác cây. Oh, I'm sorry, no, man. Okay, đó, giờ mình để nó vô cái móc này nè. Móc ở dưới. À, bỏ vô đó, giống như cái connector vậy đó. Đó, rồi. Đó, rồi. Nó xuống. Thấy chưa? Này, móc vô luôn. This one go to the angle here. Yeah, but where's this go? Oh, and then this go the other side. No, 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 no. The orange on the bottom. Oh yeah, let me see. Can I? This one go to, go here. And then go over here. Để phía bên này để nó rớt phía bên này coi. Đó, giờ nó đứng lên rồi. Bây giờ mình đứng đây mình dịnh luôn, làm gì được hết. Về gió thổi nó không bay. Còn một cái nữa hả? Không, nó vậy đó. Nó vậy thôi, mình bỏ đồ vô đó bây giờ. Dẫn vô được rồi đó. Bây giờ mình phải lấy cái tấm kia mình che lên trên. Trời, Nhật ơi, Nhật. Ở chờ anh. Welcome drink from Crystal Cove Resort. Thấy làm gì cứ khổ quá. Xong rồi đó. Cái mansion xong rồi đó. Mansion xong rồi. Quanh đâu? Chưa mansion em cái cây hai kiên thôi. Đó rồi cái tấm này phải che không thôi bị sương xuống. Nó có cái chữ đó. Có lối đi riêng nữa. Được chui cho đi. Đón được. Ai biết. Kéo một bên. Nếu xanh có help vô thì sai. Đâu nào cũng được. Em đi khôn à. Rồi, được rồi. Đó. Dạ, nó có cái móc đó mình. Dạ, cái đầu đen đó mình quét nó vô thôi thì nó sẽ dính ngay cái khuôn. Móc ở đâu, móc chỗ nào. Đây, từ từ. Cái này nè. Mình mở nó ra, mình buộc vô. Không, anh đang nói cái móc ở dưới này móc chỗ nào. Cái này em không biết, cái này mình kéo ra thôi anh ơi. Mình kiếm đồ mình cắm xuống thôi cái này. Lấy cái đầu mình cắm xuống thôi. Ờ, em thường thì em để xuống dưới thôi. Đi gần cột đây thôi phải không? Dạ. Cái này cho nó chạy lại.
Dạ móc vô đó luôn á, móc vô cái vòng tròn đó anh. Nó có cái vòng tròn của mình đó, mình móc đó. Phải che cái này á thì không thôi nó bị sương xuống á, hay bị mưa. Con. Rồi mua nó men cho bác làm. Đó. 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 Xong thôi rồi bây giờ. Ồ phải lấy cái cây kéo nó ra đây. Cắm nó xuống. Mà kéo nó ra nó mới tròn đều được. Mommy, what's in there? What's in there? Rồi, xong rồi đó, quăng đồ vô được rồi đó. Dạ. Bây giờ mình đóng cái cọc xuống. I cannot read. I cannot read. Đóng xuống 45 á nhỉ. Đóng xuống kiểu này nè. Dạ yeah, này nè yeah. Không biết được không có đóng. Đóng xuống. Đúng rồi đó. Đó cái lều đã xong. Cái then này là dự, là khoảng được từ 10 tới 12 người ở lần á. Cho xe phòng luôn nha. Có đó đi riêng nè. Giờ để mở. Đó. Bây giờ mở cửa. Đợi chút xíu đây nè. Mở cửa đi vô. Đó. Nè các bạn coi rộng lắm bộ. Đó, cửa sổ. Đó, đây là cái cửa đó nè. Cái cửa này là làm lối đi riêng được nè. Nè, mở. Bạn thấy không? Có hai lối luôn. Có luôn, có cái dách luôn. Chia. Ơi, chia phòng rồi. Chia hai phòng. Rồi cái chỗ này nó có cái móc này nè, mình làm thêm một cái màn giống như mình chia ra hai phòng vậy đó, hai gia đình ở với nhau. Nó quan trọng là mở cửa hơi hơi, đừng có sát quá rồi cho nó bên trái bên phải để cho hơi nó ra đó, còn không là nhiều khi gió nó thổi. Rồi bây giờ cái lều đã dựng xong rồi. Cái quan trọng này là mấy cái đồ lỉnh khỉnh mà để mình làm cái lều á, là các bạn phải bỏ vô cái này nè. Có nhiều mình không biết cái gì mà mình cứ dây nhợ bao mình bỏ vô hết cái bao này đi. Lúc mình về mình tháo xuống mình kiếm được đúng không? Chứ mình luyện tùm lum là mình sao quên mà cũng không biết kiếm ở đâu nữa. Xong rồi mình đem mấy cái ghế để mình ngồi. Cái này là ghế gia đình bạn của mình làm sẵn rồi. Ngày tối đốt lửa. Bây giờ mình nè, mình đóng kênh cho mình. Đó quan trọng, đem mỗi lần đem chổi mà hôm nay gấp. Không vô lấy thịt lá, bây giờ nằm đau lưng hết mùa nội luôn. Ừ. Ở có niệm. Không sao đâu. Bây giờ không bụi. Bây giờ hôm nay không bụi. Bây giờ không bụi. Bây giờ không bụi. Bây giờ đi lấy cái niệm vô. Nè, cái này cái niệm. Cái này này mấy con hả? Like, 1,000 are you sure? 1,000 Thôi thả nó xuống con, tội nghiệp đó. Mày im dữ lắm nha. Im hơn cái này nha.
ready? Cái này không có đầu bo mà cũng được, mở vậy cái để vậy nè, thôi nó vô, khỏi nó vô từ từ nó bự ra, còn nó muốn lẹ nữa thì gió nó vô, không có đầu bo theo mà. Không thì giờ mình bịch lại đầu đi. Cái này cái mình không có cần pin. Bây giờ mình bịch lại đầu. Mình phải switch position nó. Bên phải. Nó để đi. Ok. Đúng rồi, thì nó mới vô được rồi. Đó. Đúng rồi, thì mới vô. Nhà bơm. Nhà đứng lên nhà quay á. Mình không có nói chuyện hai đêm. Sound complete. Đây là cái gói nó nhỏ vậy nè, mình đi camping nó tiện hơn, nó không có bị ướt nữa, nó nước rồi vô nó không bị gì hết đó. Bây giờ mình bấm cái nút mình thổi lên thôi. Có còn nấu gì nữa không? Dạ em đang nấu, em cần thổi. Hơi dữ vậy ta, phải thổi. Thổi cái gói. Thổi gói. Đang lên live thổi gói. Đang làm video, đang làm video cho bà con coi đi cắm trại làm gì. Có người yêu cầu. Nó xong rồi mình dài cái nút rồi. Đó, mình gài lại cái gói nè. Rồi. Thì cái này là của Man Man. Của thằng nhỏ đó. Cái này nhà mở cái của Man Man ra đi. Giờ nóng quá nhưng mà mở tạm cho nó chơi. Nó tối nó có thể nó chui vô đây nó ngủ cũng được. Còn mình không bắt chui thì mình vậy thôi. Cái này không nói nhiều quá nha. Rồi giờ nướng tam nướng thầm. Nướng kẹt. Đã không? Đã quá, đã luôn. Được, quá được. Chị để nồi xúc trong xe luôn nha. Để chút nó gọn gọn đi chiều mới ăn thôi. Còn cơm với bún thì để bên kia kìa. Ui, ngon quá nè. Ngon siêu. Để có thể lấy xúc khác nè. Ui, khỏe lên Nhật. Nhật. Đó, con này nó nhóc. Look at this house. You like it? You like Sophia car? The house. The house.
chicken nuggets my favorite. Sam, anh đi đâu? Looking for my friends. Your friend over there kìa, qua chơi anh với chị đi. Anh vui à? Ôi trời ơi, trời ơi. Anh nghĩ nó cái mùi bốc lên làm anh Phong cũng hửi hửi được. Bắt đầu là nguyên một cái mình uống vô hết. Mong vô. Được không vậy? Thế không được làm. À, ngon quá. Mày muối nha, muối nha anh. Trời ơi, trời ơi. Miếng hả? Không mà giờ ngủ liều rồi thì tính sao? Ngủ liều thì sập liều chứ làm sao giờ? Đẹp quá. Oh, phải đi hả? Cảm ơn anh. Vô. Rồi xong rồi. Vô. Ê, anh làm cái đường luôn ngon. Thấy không? Đường hướng này, dắt đường hướng này anh trai, anh ta, anh xem. Bảo đảm mà. Anh này. Giờ mình đi xuống biển chơi. Mình sẽ đi chậm, mấy đứa nhỏ nó đi trước hết rồi. Trời ơi, đi bộ gì đó mà nước nó cao quá. Chăm chỉ mò cua bắt ốc quá. Ủa ngày đó nó mới bự hả chị? Trời đất ơi. Rút đi. Ê, mỗi người cầm hai con về đi nha, ai không cầm khỏi ăn nha. Mỗi người cầm hai con đem lên nướng ăn chơi. Không, mình thử với mình biết lần sau mình mấy cái plan đó. Mỗi người nữa không? Thấy nữa. Bắt con cá nha. Nguyên cá luôn. Wow. Con cá luôn, bây giờ đi thả